Rồi đến bé Trâm, con xin lỗi không hay là không muốn lấy điện thoại? Thôi anh đề nghị cho khỏi khỏi đi Hàn Quốc, khỏi đi Hàn Quốc lắm chạy con. Giờ ai thiệt biết liền à? Bài đen. Trâm xin lỗi con vì đã là hiểu lầm bóc bóc lấy điện thoại của Trâm. Trâm Trâm mày, phải Trâm Trâm nó mới được. Trâm Trâm nó mới thân thiện hiểu không? Rồi action. Trâm Trâm xin lỗi bóc bóc vì đã hiểu lầm. Lăng quăng lên, lăng quăng lên. Trâm Trâm xin lỗi bóc bóc vì đã hiểu lầm bóc bóc. Không biết nghe cái gì hết trơn. Nghe đi, cái đó anh nghe. To, rõ, ràng, rành mạch. Hiểu không? Bắp đẹp ơi. Ơi Chanh xin lỗi bắp. Vì vậy hiểu lầm bắp. Chanh hứa sẽ không như vậy nữa. Ủa mày hiểu lầm gì? Vì bắp là chanh hiểu lầm bắp đây.